giáo sư cũng như là các đồng nghiệp, tôi cũng là một nhà khoa học nhưng ở một chuyên ngành khác, tôi chuyên ngành của tôi. Và cũng thưa tất cả các bạn rất là trẻ đây, thì là nói về của tôi là giáo sư Võ Quý, thì như Nguyễn Lân Sơn đã vừa nói, cụ đã phải dành toàn bộ sức lực, dành toàn bộ cố gắng, toàn bộ cả đời với cả cuộc đời mình cho các nghiên cứu khoa học. Và từ những cái nghiên cứu về loài chim thì ông đã, và cái thời gian cuối đời sau này thì ông đã chuyển sang một cái nghiên cứu khác là liên quan đến môi trường. Bởi vì như là ông đã từng nói là chim là một loài rất là nhạy cảm với môi trường, thành ra bất cứ cái thay đổi nào về môi trường cũng ảnh hưởng đến loài chim, và loài chim nó thể hiện là các thay đổi môi trường đó. Thành ra cô tôi cũng đã cố gắng nghiên cứu những cái tác động, những nghiên cứu những các cái điều kiện của môi trường tự nhiên của Việt Nam này. Một phần nó ảnh hưởng đến cái loài chim và cái ngành điều học mà ông đã bỏ cả đời. Cái thứ hai là dành cho môi trường của Việt Nam. Thế thì là tôi cũng không biết nói nhiều, mà cũng muốn rằng là thế này, là cái tấm gương của giáo sư Võ Quý cũng như tấm gương của rất nhiều các nhà khoa học của Việt Nam, là cái tôi nghĩ rằng đấy là cái tấm gương để cho giới trẻ, cho các cái thanh niên, các bạn đang bắt đầu hoặc đã tiến vào con đường khoa học làm cái tấm gương để mình có thể học và noi theo. Vì là đầu tiên là vì những niềm yêu, vì cái tình yêu với thiên nhiên, tình yêu với môi trường và tình yêu với đất nước Việt Nam này. Thì là tôi cũng, và tôi hy vọng rằng với cái tác phẩm cuối cùng của ông trong cuộc đời, thì ông đã mang lại, sẽ mang lại cho tất cả các bạn, cho các nhà khoa học, những nhà khoa học trẻ, những cái ông sẽ truyền được các cái niềm đam mê của nghiên cứu khoa học cho các bạn. Và hy vọng rằng từ cái tác phẩm này sẽ mang lại, sẽ tạo điều kiện, sẽ giúp cho các cái nhà khoa học trẻ Việt Nam sau này phát triển và đóng góp cho khoa học, đóng góp cho đất nước Việt Nam chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Cảm ơn.